nành rang hô biến thành cà phê thượng hạng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với lực lượng chức năng của thị xã Ngã Bảy kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất cà phê ở xã Đại Thành do Nguyễn Văn Muốn Em, 29 tuổi làm chủ. Ngoài việc không giấy phép sản xuất kinh doanh, Muốn Em còn có dấu hiệu làm giả thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột. Theo một cảnh sát, lúc kiểm tra, Muốn Em đang cho nhân viên trộn hương liệu vào 180kg cà phê và đậu nành. Cạnh bếp rang còn có 12kg bao bì nhãn hiệu cà phê hàng đầu Buôn Mê Thuột cùng nhiều hóa chất, hương liệu để sản xuất cà phê. Nơi sản xuất cũng không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các công nhân khai nhận ngoài 120kg cà phê, 60kg đậu nành trong cơ sở là nguyên liệu dùng để sản xuất cà phê sau khi rang cháy đen. Chúng sẽ được trộn với ít cà phê và hương liệu rồi xay để bán. Cán bộ có trách nhiệm nói, do cơ sở của em mới sản xuất khoảng 1 tháng nên chỉ bán được một ít cho các hộ dân hàng xóm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu phân tích để xử lý theo quy định của pháp luật. Tin mới nhất về bão số 9, Bắc Bộ rét đậm. Thưa quý vị thính giả, tới 4 giờ sáng nay ngày 28 tháng 11, tâm bão số 9 ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo đến 4 giờ ngày 30 tháng 11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, cách các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên khoảng 110 km về phía đông. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động mạnh. Hoàn lưu bão sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường ngày 29 tháng 11 sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12, tức là từ 200 đến 400mm. Trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đó, vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc ở Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Trong một diễn biến khác của thời tiết, hiện bộ phận không khí lạnh tăng cường vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày mai 29 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong 3 ngày tới, đến khoảng ngày 30 tháng 11, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ C, vùng núi từ 9 đến 11 độ C, vùng núi cao từ 6 đến 9 độ. Hà Nội trong 3 ngày tới, trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ C. Dự báo cho các vùng ngày 28 tháng 11 như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, gió nhẹ, đề phòng sương mù gây tai nạn giao thông, trời rét, độ ẩm từ 50 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trời ít mây, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, độ ẩm từ 45 đến 82%, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ. Vùng núi cao từ 6 đến 9 độ C, cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, phía Bắc trời rét, độ ẩm từ 60 đến 96%, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm từ 60 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Bắc từ 26 đến 29 độ C. Khu vực Tây Nguyên, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm từ 57 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm từ 58 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C,
cao nhất từ 30 đến 33 độ C.